Xin chào tất cả các anh em đam mê tàu thuyền nha anh em. Bữa nay mình quay cho anh em xem dàn ghe kèo tại khu vực đảo Phú Quý nha anh em. Một số ghe kèo đang kèo ở cái phía vùng dưới đảo, một số ghe kèo đang neo tại đảo Phú Quý. Mình sẽ quay cho anh em xem. Mình đang trên đường chạy từ cái vùng dưới đảo lên khu vực đảo để núp gió nha anh em. Đây mình rất ít khi quay ghe kèo, đa phần là mình quay ghe lưới rút. Thì rất nhiều anh em yêu cầu mình quay lại ghe giã kèo, cho nên là bữa nay mình sẽ quay vài cái video về ghe giã kèo cho anh em xem. Thì mình có dự định là sau khi mình mãn cái mùa đánh bắt, mãn cái mùa làm cái nghề thu mua này, thì vào những cái dịp mùa đông thì mình sẽ đi vào các cái vùng Vũng Tàu, Côn Sơn. Mình sẽ có những cái cuộc hành trình đi vô đó, mình sẽ quay lại cái dàn ghe lưới rút của Bình Định đang làm việc tại Vũng Tàu, Côn Sơn. Cộng thêm là nếu có thời gian nữa thì mình sẽ đi vào trong cái khu vực Kiên Giang cùng với đảo Thổ Chu nè, đảo Phú Quốc. Mình sẽ quay lại rất là nhiều ghe tàu cho anh em xem. Thì mình hy vọng là anh em sẽ chờ đón những cái video của mình và ủng hộ cái kênh YouTube của mình cho nó ngày càng phát triển hơn nha anh em. Đó là cái động lực mà để cho mình sẽ cố gắng, sẽ có nhiều cái cuộc hành trình để quay lại ghe của mỗi vùng, mỗi nơi, và cái hình thức đánh bắt, cái kết cấu của mỗi miền nó sẽ khác nhau. Cho nên là mình rất là hăng say, gọi là cũng gọi là nuôi dưỡng một cái ý tưởng để đi một cái cuộc hành trình để quay lại ghe tàu của các cái vùng miền cho anh em xem. Thì trước khi đi quay những cái dùng xe thì anh em biết là mình phải chuẩn bị rất là nhiều các cái máy móc, dụng cụ quay cho nó đảm bảo để quay lại thật là đẹp cho anh em. Thì hy vọng anh em sẽ vào xem được cái video này, thì anh em sẽ vào đăng ký kênh của mình và theo dõi kênh để tạo cái lượt view, cái lượt sub nó càng ngày càng cao, và để cho mình có động lực đi quay những cái video xuất sắc hơn nữa. Bởi vì khi mà quay lên một cái video á, mà nghe anh em vô bình luận, anh em đóng góp ý kiến, anh em khen, anh em đóng góp ý kiến gì đó để cho kênh ngày càng phát triển hơn nữa, thì mình rất là vui. Cho nên là cái động lực mà mình đỡ đi quay, đỡ có những cái cuộc hành trình là từ cái sự đóng góp của anh em, từ những cái lượt xem, những cái lượt đăng ký của anh em mới tạo cái động lực cho mình đi quay. Thì mình cũng nhắn nhủ tới những anh em mà làm cái nghề lưới rút, làm nghề lưới quay tại Bình Định, các cái huyện của Bình Định. Sắp tới đây thì anh em có những cái cuộc hành trình đi xuống cái vùng đảo Côn Sơn, dùng Vũng Tàu để khai thác đánh bắt. Thì những cái lượng khán giả mà ở khu vực miền Trung á, đặc biệt là khán giả của anh em Bình Định, thì hãy chờ đón những cái video mình sẽ quay rất là nhiều tàu cá của Bình Định cho anh em xem. Anh em nào cũng là cái fan hâm mộ của cái nghề lưới rút, thì mình cũng hy vọng anh em sẽ chờ đón những cái video của mình. Còn một số anh em đam mê những cái nghề giã cào nè, lưới xù nè, hoặc là những cái nghề khác mà thích cái mẫu ghe của miền Nam á, thì mình cũng sẽ quay và lột tả hết được những cái gì mà anh em mong muốn, thì mình sẽ quay hết trên video cho anh em xem. Và đặc biệt thì trong những cái cuộc hành trình đó là mình sẽ đi đến những cái bãi máy, những cái bãi máy phục vụ cho cái công tác mà vận hành của những con tàu, gọi là các cái dòng máy như Komatsu nè, Yanma nè, Hino nè,
Mitsubishi nè, các cái dòng máy loại lớn từ 500 mã lực đến 1.500 mã lực, để quay lại các cái máy gọi là máy đẹp á, những cái máy mà nó nhập từ bãi của hàng Nhật về tới Việt Nam, quay lại các cái máy cho anh em xem. Bởi vì một cái người mơ tàu thì nó cũng kèm luôn cái đam mê, cái sự mơ máy luôn anh em. Anh em biết làm cái nghề biển á, mà được sử dụng một cái máy thủy, không hẳn là một cái máy đập thùng nha anh em, một cái máy bãi thôi, mà cái máy thủy được phục vụ cho tàu biển á, là một cái niềm vui, một cái niềm hạnh phúc lắm đối với những cái người làm biển. Đây mình quay cái khu vực mấy cái ghe cào của Bình Thuận đang neo đậu tại khu vực đảo Phú Quý, đang lấy đế anh em, họ lấy đế chờ im lại là họ sẽ đi biển. Thì mình hy vọng là tất cả anh em ở trong kênh, những anh em cũng chưa biết tới kênh của mình có xem một vài video, thì mong anh em hãy chờ đón và ủng hộ cái kênh của mình nha anh em ơi.